Đào đào tiên không cao lắm, lập lành ánh bạc, thân cảnh uốn lượn như cầu long co mình ngủ đông, ở trên cây có kết hai quả đào trắng bạc pha lẫn một ít vàng nhạt, mùi thơm nước mũi. Thạch hạo không ngừng chạy trốn, trên đường đi nước miếng không ngừng ứa ra, thiếu chút nữa đã nhịn không được cắn một miếng rồi, quả đào này hương rất thơm, trên thân cây tràn ngập ánh sáng bạc bao phủ lấy nó. Mặc dù đã thành công thế nhưng nó lại không dám buông lỏng, đây chính là công lao của chiếc kén, khiến người ta rất không yên lòng nên nó phải nghiêm túc đề phòng nó thu cây đào tiên vào trong túi càn khôn rồi lấy ra chiếc kén ôm chặt trong lòng sợ tên này ở trong đó đứng ngồi không yên rồi chén sạch sẽ những linh dược mà nó tìm kiếm được thì quả là tai họa lớn người muốn làm cái gì hả chiếc kén run run cảm thấy không ổn vì thạch hạo nhanh nhẹn đặt thanh kiếm gãy lên trên bề mặt của nó lúc nào cũng có thể chặt đôi ra người là sinh linh thạch hạo nghi vấn nó cũng không lo lắng gì bởi vì sinh vật ở bên trong chiếc kén đang rất suy yếu trung khí không đủ Hồi nãy có thể đạt được cây đào bạc chủ yếu do tên sinh linh ở trong chiếc kén này biết được trong tịnh thổ có một trận pháp cổ xưa. Nó cố gắng kích hoạt trận pháp làm nơi đó nổ tung mới thành công thu được một cây đào tiên. được canh giờ sau, mấy người hỏa linh nhi ngồi trên gia hư không thú chạy tới thì thấy được tên nhóc hung tàn đang đặt chiếc kén lớn lên trên một đống lửa chuẩn bị nướng chín, trong đó còn phóng thêm mấy luồng lôi điện nữa. Đại hồng điều hấp tấp chạy tới, nói, một chiếc kén to như thế mà còn phát sáng nữa chứ, là món ăn ta thích nhất. Nó thuộc loài chim nên rất thích những con côn trùng rắn rết, không nói hai lời, vừa đi vừa phóng ra ngọn lửa màu đỏ thẩm, nó rất tự giác về công việc nướng món ăn này, nuốt nước miếng ửng ực. Thành âm từ trong chiếc kén thảm thiết truyền ra, nói, đừng nướng ta, sắp hết rồi đấy, nếu cứ tiếp tục thì lão phu chỉ còn cách liều mạng với các ngươi mọi người hai mắt nhìn nhau, không hiểu cho lắm, thanh âm truyền từ trong kén ra rõ ràng đang còn non nớt, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện sao lại như vậy, đang làm ra vẻ hay sao? Đây nhất định là một con thái cổ di trùng, ông đây vận khí quá tốt, tự nhiên lại có lộc ăn rồi, đại hồng điều ngồi chồm hộm xuống, vận thêm sức thay thạch hạo nướng chiếc cái lớn này. Còn chính ngốc, lão phu chính là thần linh, người dám bất kính với ta, còn không mau mau quỷ lại âm thanh rào thét truyền ra từ bên trong chiếc kén thần, nhưng vẫn lúng ba lúng búng như trẻ con lậm sữa. Cái con côn trùng nhà ngươi sắp chết đến nơi rồi mà còn hù dọa ông đây, đừng chết ngươi luôn. Đại hồng biểu căm tức, há miệng phun ra ánh sáng đỏ nhạt, biến những hòn đá trên mặt đất thành nham thạch nóng chảy. Đây là cái gì? Sư tử chín đầu hỏi. Thạch hạo vào đầu, thăm hỏi đủ mọi cách kết quả chiếc kén này rất ngang bướng, cơ bản không thèm nói gì, ngược lại còn cậy ra lên mặt muốn moi thông tin từ trong miệng nó cho nên nó mới chăm lửa nướng cho đỡ tức. Từ trong chiếc kén âm thanh truyền ra, lão phu nuốt tinh hoa từ trên chín tầng trời, nạp tiên tinh từ dưới 10 tầng đất, trường tồn cùng thế gian, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát nhân gian. Các người quấy nhiễu việc thanh tu của ta, đến tột cùng là vì cái gì hả? Mọi người không biết nói gì, trình độ chém gió của tên này cao siêu phải biết, thế nhưng lại gặp phải tên nhóc siêu quậy, đúng là không may. Thạch Hạo không thèm nói nữa, phóng ra một tia chớp đánh thẳng về chiếc kén khiến cho khói đen không ngừng bốc lên, tia điện lượn lờ xung quanh. Ấy ra, nóng quá, đừng làm thế, lão phu đâu có trêu chọc các ngươi, đã trốn ở nơi thâm sơn như vậy mà cũng bị ngươi trộm mang đi, cuối cùng còn vùi ta vào trong đống lửa nữa, tức chết ta mà. Nói bậy, ta đã đoạt được ngươi từ trên tay con hung thú kia, thạch hạo chỉnh sửa, đây chính là chiến lợi phẩm của nó. Người gọi nàng là hung thú hả, sinh linh bên trong chiếc kén ngay thế thì ngẩn cả người, rồi sau đó cười to. Chẳng lẽ không đúng, ngay cả cắn cũng chẳng được, cứng như khối sắt tiên vậy, Thạch Hạo lầm bẩm, tỏ ra rất bất mãn. Nó cùng với thiếu nữ áo tím vật lộn với nhau trên mặt đất, quằn qua ải với nhau cả nửa ngày trời vậy mà chẳng thế nào thu phục được nàng, cuối cùng đành phải cắn lấy chiếc bông tai của nàng, nó cảm thấy thu hoạch lần đó quá nhỏ. Người cắn nàng, ha 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 sinh linh bên trong chiếc kén niên cuồng cười ha hả tên này có tật xấu hay sao vậy trời thạch hạo hồ nghi cắn một con hung thú thì có gì đặc biệt đâu chứ ăn thịt cũng là một chuyện bình thường rồi quay sang dặn dò đại hồng điểu tăng thêm độ nóng khi nào nó cầu xin mới thôi a à, đừng đốt nữa đau chết lão phu rồi nè chính nhỏ ngươi mà đốt nữa khi lão phu phá kén ra ngoài nhất định nướng ngươi thành món bổ cầu sữa sinh linh bên trong chiếc kén uy hiếp dám ăn nói với ông đây như thế hả? Nhất định phải nướng chết ngươi! Đại Hồng điều tức giận đến xì si khói đen, vận dụng thần hỏa mạnh nhất của mình bao phủ lấy chiếc kén lớn, không ngừng nung đốt, đất đá xung quanh nhanh chóng biến thành nham thạch chảy ra bốn phía. Cuối cùng, tên sinh linh trong kén phải chịu thua thì nó mới dừng tay. Tên sinh linh đó nói chuyện gì cũng phải từ từ, ngồi lại thương lượng mới là thượng sách. Thế ngươi ra ngoài đây đi, Thạch Hạo nói, nó rất muốn biết hình dáng của tên sinh linh này như thế nào lão phu mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có khí lực gì nữa, các ngươi giúp ta phá chiếc kén này đi, sinh linh trong chiếc kén nói. Thạch hạo định dùng thanh kiếm gãy chặt đứt chiếc kén ra, thế nhưng Hòa Linh Nhi ngăn cản lại, nói, đây là một tài liệu hiếm thấy, không thua kém gì với tơ thiên tắm đâu. Người mà may thành bộ quần áo thì bụi trần bất nhiễm, thủy hòa bất xâm, lực phòng ngự rất kinh người. Cuối cùng, nàng sai mất tên phòng ấn giả ra tay, giống như là xe tơ kéo sợi, rất kiên nhẫn, kéo từ từ những sợi tơ trên chiếc kén ra tạo thành một quả cầu bằng tơ, lưu chuyển những hào quang bảy màu. Mọi người nhìn thấy tên sinh linh từ trong chiếc kén dần dần lộ ra thì không khỏi ngần người, đầu tiên là cái đầu chọc lóc, cặp mắt to không ngừng đào qua đảo lại. Đó là một cái đầu chim chọc lóc, không được đẹp cho lắm thế nhưng chiếc mỏ chim đỏ tươi dài dài sáng lấp lánh. Tiếp theo, thân thể của nó dần dần lộ ra, dài hơn 2 mét, toàn thân trơn nhẵn không có một cọng lông vũ nào, quái dị nói không nên lời tại sao lại là một con chim? Đại hồng điều kinh ngạc, đây là một chiếc kén, tại sao lại nở ra con chim chọc lốc này? Lão Phu khám phá vỡ áo nghĩa vô thượng, có thể biến thành kỳ lân, hóa thành phượng hoàng, hình thể tùy tâm biến đổi, là côn trùng hay là chim thú không phải chỉ là một ý nghĩ thôi sao? Nó chậm rãi nói, thế nhưng phối hợp với điệu bộ âm thanh bập bẹ như đang tập nói trong quái dị không tả được. Kèm đại hồng Điều vung lên nồi đen, học theo cách của thạch hạo hay dạy dỗ mình, nện mạnh xuống sau gáy của ngốc điểu, ra vẻ dạy dỗ, không biết lớn nhỏ. Mười tí tuổi đầu mà dám làm dáng vẻ như thế hả? Ngốc điểu lờ ngớ, đưa chiếc cánh trụi lùi của mình sơ sơ sau gáy, lúc này nhảy dựng lên, nơi đó nổi lên một khối u, nó chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này. Dành con, người dám vô lễ với lão phu hà, ta trần áp ngươi 500 năm, ngày ngày dùng hồn phách của ngươi để tập luyện, nó hồn hển giống to kèm. Đại hồng điểu không nói lời thừa, lại tiếp tục nện nò đến tối sầm mặt mũi, cứ nhắm thẳng vào khối u sau gáy mà nện mạnh xuống, chiếc sừng không ngừng biến lớn, nhanh chóng phồng lên cao. Không biết học hỏi từ những tấm gương tốt, không biết lớn nhỏ, ông đây giờ dạy cho người biết như thế nào là tôn sư trọng đạo, nó từ trên cao nhìn xuống con chim quái dị không lông này. À à à, tức chết lão phu mà, chưa có ai dám vô lễ với lão phu như vậy, năm đó lão phu tung hoành thiên hạ, vạn linh kính sợ, cường giả các tộc ai cũng thuần phục. Cái con chim nhỏ nhà ngươi cũng dám động thủ với ta, ta chỉ cần hắt xì si một cú là có thể diệt mười vạn tám ngàn tên như ngươi. Còn không phục, đại hồng điểu vinh váo tự đắc, liên tục nện mạnh về phía ngốc điểu. Thạch hạo vẫn đang đứng nhìn, nó rất tò mò, nói, địa vị của ngươi như thế nào. Lão Phu chính là thần linh, nó ngạo nghệ nói. Thần cái đầu nhà ngươi, còn dám chém gió, ta đánh chết ngươi, đại hồng điều chừng nó. Đúng lúc này, ánh sáng tím từ xa xa lóe lên, một thân ảnh thướt tha xuất hiện, thiếu nữ tóc tím từ đằng xa lướt ngang qua. Quái điểu không lông lập tức khom người lại rồi nhanh chóng tiến vào trong túi càn khôn của Thạch Hạo, hiển nhiên nó không muốn chạm mặt với nàng, không ngại tự nhốt mình lại. Hùng thú chạy đi đâu, Thạch Hạo kêu to, xông thẳng về trước. Thiếu nữ áo tím nghe thế quay đầu lại, lập tức lông mày nhíu chặt, con mắt sáng rực gần như muốn động thủ, thế nhưng khi nhìn thấy có một đám di trùng đang ở xung quanh, nàng sợ không địch lại nên hóa thành một luồng ánh sáng màu tím, nhanh chóng rời xa. Tiểu tạp, ngươi chờ đó, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả thù. Hùng thú, lần sau phải vật lộn với ngươi tám trăm hiệp, nhất định phải hàng phục ngươi cho bằng được, hoặc là làm tọa kỵ cho ta, hoặc là coi giữ đầu thôn của ta, thạch hạo không phục giống lớn. Toàn thân thiếu nữ áo tím run rẩy, quay đầu chừng nó, rồi nắm chặt nắm đấm biến mất nơi cuối chân trời. Sao lại sợ nàng dữ vậy? Thạch hạo ung quái điều hỏi ta mà sợ nàng hà, chỉ là ta không muốn gặp người của tộc này thôi, ngóc điều nói ra. Ngoan thạch ở trên sợi tóc của thạch hạo lay động, thì thầm vào tai thạch hạo, nói, hình như ta đã gặp tên này rồi thì phải, lúc ở bách thảo viên, ăn trộm bất lão tuyển. Khi nào thế, thạch hạo hỏi. Ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi, nó từng là sư phụ của thần hầu vương, hơn nữa cũng giống như các ngươi, đều từ ngoại giới tiến vào đây. Đà thần thạch vẫn nhỏ giọng truyền âm, chỉ mỗi mình thạch hạo nghe được. Thạch Hạo ngẩn người, thật lâu cũng không lên tiếng, nó cũng không có ép hỏi quái điều thế nhưng cặp mắt không ngừng lấp lánh ánh sáng như đang trong chừng một quyển sách bảo thuật thần kỳ. Người chưa có tên, người cũng không chịu nói ra lai lịch của mình, ta đành giúp người vậy, ngươi và Đại Hồng đều thuộc loài chim, xếp trung thành một nhóm, từ giờ gọi ngươi là nhị ngốc từ vậy. Thạch Hạo cười tủm tỉm. Ta nhổ vào, lão phu là ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, thèm mà dùng cái tên thối nát này sao, người tỉnh lại đi, quái điều tức giận cứ gọi là nhị ngốc tử đi, ta cảm thấy cái tên nghe rất hay, đại hồng điều cười khà khà. Đám người thạch hạo cứ gọi nó như thế, khiến nó chỉ biết giơ chân múa tay mà chẳng biết làm gì hơn. Cuối cùng, bọn nó lại tiếp tục ngồi trên da hư không thú du ngoạn sơn thủy, tất cả đều biến mất tại chỗ, tấm da thú không ngừng di động, nhanh chóng phóng về nơi xa. Kim ô chìm về phía tây, màn đêm buông xuống thế nhưng cũng không có nghĩa là không chút ánh sáng nào mặt trăng dần dần xuất hiện, phát ra những luồng sáng trắng loãn, chiếu rọi cả vùng đất. Tương truyền, đây chính là thi thể của một hung thú thái cổ biến thành một vầng trăng sáng, xuất hiện và biến mất trong tiểu thế giới thượng cổ này đều có quy luật cả. Gia hư không thú rất lớn, lơ lửng trên tầng mây cao vút, một nhóm người đang ngồi ngắm trăng, đồng thời đang chờ đại tiệc. Bên trong nồi đen, ánh vàng lóng lánh, hương thơm sộc vào mũi, đó chính là miếng thịt của kim sĩ đại bằng, tỏa ra những ánh hào quang rực rỡ ngoài ra còn có nấm đầu khi tàn mát ra rất nhiều màu sắc. Hương thơm nồng đậm tỏa ra xung quanh, khiến cho mọi người nhịn không được. Ngoài ra, trong nồi đen còn có một vài linh dược, tất cả quyện lại với nhau phát ra những làn ánh sáng rực rỡ. Bọn nó đang hầm một nồi thịt lớn, rõ ràng chính là đang hầm một lò bảo dược tuyệt thế. Gà hầm nấm, món này ta rất thích, thạch hạo mắt nhìn không chớp, nước miếng chảy ròng ròng, hận không thể nhào tới chén sạch sẽ một nồi chắc chắn không đủ dùng, nên phải lấy bảo cụ của những người khác ra thay thế. Đỉnh dương của hòa nha cũng trở thành một cái nồi để nấu súp hổ cốt, chất lỏng óng ánh, hương thơm bay vào mũi. Ngoài ra, còn có chân dây hoàng kim, biếu của tử đà, cũng có một vài con di trùng thái cổ được gác lên trên đống lửa, da thịt nướng vàng ươm bóng loáng, tỏa ra mùi thơm mê người. Hơn nữa, bên trên da hư không thú có mấy chiếc mâm bằng ngọc, bên trên bày mấy chén ngọc được rót đầy rượu hầu nhi, hương thơm làm sai lòng người khiến cả đám cường già chỉ mới người thấy hương thơm này cũng phải choáng váng mặt mày chờ không được nữa rồi đại hồng đều nuốt nuốt nước miếng con mắt mọi người sáng rực lên đây không chỉ là mỹ vị mà còn là một cơ hội để đột phá bởi vì những nguyên liệu dùng để nấu ăn rất kinh người tất cả đều yên lặng ngồi chờ món ăn chín hẳn nồi đen phát sáng một con kim xí đại bằng hóa hình bay lên kim quang dâng trào rồi sau đó phát ra những âm thanh ầm ầm giống như là tiếng ngâm sướng của trừ thần Toàn thân đại bằng sáng chói, trên người rủ xuống từng sợi ánh sáng như sợi tơ lụa, đó chính là những phủ văn màu vàng bao phủ toàn thân đại bằng. Một làn hương thơm chuyển tới, những miếng thịt vàng óng trong nồi phát ra những ánh sáng rực rỡ, còn có nấm đầu khỉ, xích lan, sâm tuyết ngọc tỏa ra thơm ngát, nước canh đậm đặc, sáng óng ánh. Đây cũng không phải là một nồi mỹ thực thuần túy mà chính là một lò bảo dược, có thể khiến cho cường giả ao ước mà run rẩy. bình thường đời nào thấy được lò bảo dược như thế này ai có thể ăn thịt của kim sĩ đại bằng. Xong rồi, đã chín. Thạch hạo kêu lớn, nhanh chóng gắp một miếng thịt đại bằng lên rồi nhai no hù nghiến, trong miệng tựu như xuất hiện một vầng thái dương, thần quang màu vàng chiếu rọi ra ngoài. Thường quá, ta sắp nuốt cả lưỡi rồi, thạch hạo say mê, nhầm nháp hương vị trong miếng thịt, ánh sáng thần thánh của thịt đại bằng không ngừng bay nhảy, nó nhắm hai mắt lại, cảm nhận một luồng tinh khí đang chạy tán loạn trong cơ thể. Sau một khắc, ở nơi mũi và miệng của nó tựa như có con tiểu long chui ra chui vào, đó chính là từng chùm tia sáng màu vàng, là tinh hoa ở trong thịt của đại bằng, không ngừng chạy nhảy theo từng nhịp thở của nó. Sau đó, đôi đũa trong tay nó nhanh chóng di chuyển, lần lượt gắp miếng thịt này đến miếng thịt khác cho nhanh vào trong miệng, cuống ửng ực nước dùng đậm đặc ở trong nồi. Vào miệng là lập tức luyện hóa, ánh sáng tỏa ra bốn phía, tất cả thất khiếu của nó đều có những tia ánh sáng thần thánh trôi nổi. Cả đám người kia cũng bắt đầu tranh đoạt, Nồi đen cũng là một bảo cụ khá tốt, có thể phóng to thu nhỏ nên chứa đầy đủ thức ăn cho mọi người. Mọi người ăn còn hơn phân nửa, Thạch Hạo muốn mang về Thạch thôn. Mọi người ăn rất ngon miệng, hận không thể nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình vào trong bụng. Những ánh sáng như ban mai thần thánh bành trướng khắp cả người, ai cũng khen ngợi không ngớt. Đây chính là thịt của chim đại bằng, được xưng là một trong những món ăn chân quý nhất. Những miếng thịt nướng rút cuộc cũng đã chín, vàng ươm thơm phức, trên bề mặt có bôi một ít mật ong đây chính là mật ong lấy từ trong tiểu thế giới này. Bất kể là Thạch Hạo hay là những người như Hòa Linh Nhi đều không chú ý đến hình tượng gì cả, dầu mờ bám dính đầy miệng. Thật là sướng hơn cả thần tiên nữa, Thạch Hạo vui thích, cầm một chiếc chén dạ quang ở trên bàn ngọc, bên trong ánh rượu lấp lánh, hào quang lưu chuyển, hương thơm ngào ngạt. Nó nhấp một ngụm, cảm giác sự di chuyển của dòng rượu, từ trong miệng chảy xuống ít hầu rồi đến dạ dày, mùi thơm ngào ngạt sộc lên mũi, thật là dư vị vô cùng toàn thân cũng bắt đầu sáng rực lên. Đây chính là bảo dược tuyệt thế, do thần hầu thu thập mấy chục loại linh dược lại rồi lên men, mỗi một giọt giá trị không sao tính nổi, làm cho những vương hầu đại tướng đều cam nguyện thành kẻ nát rượu. Thạch hạo chưa bao giờ uống rượu, thế nhưng hiện tại lại có cảm giác say mê, vừa ăn thịt đại bằng, dặm miếng cánh chim, một bên nhấm nháp ly rượu, nó cảm thấy chóng mặt, thân thể và tinh thần buông lỏng hoàn toàn, giống như nó đang phiêu, quên hết thầy ân oán tình cừu rượu ngon ơi rượu ngon. Những người khác nhịn không được nữa, rượu hầu nhi trong truyền thuyết này chỉ có thể nghĩ chứ không thể cầu, thà rằng không ăn thịt đại bằng thế nhưng không thể nào bỏ qua loại rượu thần này. Tất cả đều nâng ly cụ mừng. Một phòng ấn giả có vẻ hơi nóng vội, uống ngực một ly, chưa tận hưởng hương vị hiếm có lại nâng ly uống thêm lần nữa, uống liền hai ly thì say mềm. Ngã lăn quay xuống thảm không biết trời trăng mây gió gì nữa, phát ra những tiếng ngay khò khò. Mấy người khác không tin, quả lại có hai gã phong ấn giả cũng như thế, trực tiếp sụi lơ, toàn thân óng ánh, mùi rượu nồng nặc. Ngoài thạch hạo ra, mấy người khác chỉ uống được một vài ly, nếu uống thêm chắc chắn sẽ xỉn ngay. Hiển nhiên, không chỉ chịu ảnh hưởng của độ rượu mà còn chịu tác dụng của dược lực mạnh mẽ nữa, một khi luyện hóa sẽ khiến cho bọn nó tiến vào trạng thái ngủ đông, tinh khí gột rửa thân thể, bắt đầu lột xác. Rượu ngon, rượu ngon, thạch hạo trái một ly, phải một ly, uống liền 12 ly, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như quả táo lớn, con mắt bắt đầu cảm thấy lờ mờ. Nó ăn hết gần nửa nồi thịt đại bằng, lại uống súp hổ cốt, cả người sớm đã tỏa hào quang, rồi lại uống thêm rượu hầu nhi, giống như thuốc nổ cỡ lớn bị châm lửa, toàn thân sáng trói giống như lửa cháy. Đến khi Thạch Hạo uống ly thứ 18 thì ngọn lửa bao trùm lấy toàn thân, khí tức ngập trời, đương nhiên đây không phải là lửa chân chính mà là kết quả do tinh khí thần cô động lại, dung nhập vào cơ thể rồi lại bộc phát ra bên ngoài. Không được, không thể để hắn ngồi trên gia hư không thú được nữa, sức mạnh thân thể của hắn quá lớn, rất có thể sẽ làm hỏng luôn tấm thảm thần này, một vị phong ấn giả nói. Tất cả mọi người bừng tĩnh, thạch hạo liên tục xuất hiện dị tượng, giống như phượng hoàng niết bàn, cảnh tượng rất kinh người. Cũng thêm ly nữa nào. Nó vẫn còn muốn uống, toàn thân đều là hương thơm đắm say lòng người, toàn thân không vết dơ bẩn, thân thể trong suốt như thần thai. Cuối cùng, nó uống tổng cộng đến 36 ly, hơn nữa còn ăn hết nồi thịt đại bằng còn lại, uống hết súp hổ cốt, ăn cả đống linh dược như là đang ăn rau vậy. Dầm. Rốt cuộc, nó xảy ra biến hóa, tinh khí ngập trời xuyên thẳng qua bầu trời cao, thạch hạo biết mình muốn đột phá, mặc dù mặt mày đỏ bừng, say khướt thế nhưng vẫn không mất đi ý thức, nhanh chóng nhảy thẳng xuống tấm thảm thần. Một tiếng âm vang thật lớn chuyển tới, nó nện mạnh xuống một ngọn núi, khiến cho rất nhiều hung thú, ác điều thi nhau chạy trốn. Trên mặt đất, chín tòa núi lửa xếp chồng lên nhau, ngay chỗ đó nham thạch không ngừng nóng chảy, bốc lên ánh sáng đầy màu sắc. Những khối đá lớn, cổ thụ giống như là lá bèo linh đinh trên dòng nham thạch, rồi sau đó nhanh chóng bị nghiền nát. Ở bên trong có một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, chín ngọn núi lửa là do hắn điều khiển, giống như những động phủ thật sự, giao hòa với thiên địa rộng lớn, cướp lấy tạo hóa. Chín động thiên trên bầu trời, mấy gã phòng ấn giả sợ hãi, chuyện này quá kinh khủng, vốn là cảnh giới này chỉ được ghi lại trong các quyển sách cổ thế mà lại bị thiếu niên này đột phá. Loại kỳ cảnh kinh người này lại xảy ra ngay trước mặt bọn họ. Đám người dư tử chín đầu cũng cảm thán không thôi, nhưng nhìn chung cũng không phải vì thế mà khiếp sợ, bởi vì bọn nó đã có cảm giác được tên nhóc này chính là kẻ khác biệt trong nhân tộc, có thể sánh ngang với chân hống, thao thiết, là một hung thú hình người chân chính nhân tộc suy nhược bấy lâu, người đạt được chín động thiên rất khó tìm thấy, từ trước tới giờ chỉ có được ghi lại trong những quyển sách cổ, gần như bị coi là tin đồn, hiện tại vậy mà có người đạt được. Nhân tộc quả nhiên kỳ quái, những cá thể bên trong thực lực cách biệt cũng rất lớn, có người yếu đuối, lại có người đi đến được bước này, ngay cả quái điểu không lông cũng lầm bầm. Vừa rồi nó có ăn một vài bảo dược huyết nhục, uống mấy ly rượu hầu nhi nên tinh khí dồi dào hơn trước một chút, trạng thái cũng không kém thế giới của đứa nhỏ hưng tàn này ngươi không hiểu đâu đại hồng điều bĩu môi không một ai có thể hiểu rõ hơn nó tiềm lực của thạch hạo kinh khủng đến cỡ nào ngay cả thái nhất chân thủy cũng uống hết sạch sẽ luyện hóa không sót một giọt mạnh lắm hay sao quái điểu không lông hỏi sau này ngươi sẽ biết đại hồng vừa nói vừa vỗ lên đằng sau gái của quái điểu nói nhị ngốc tử về sau đừng có làm cho chúng ta mất mặt người chính là tiểu đệ của ta phải cố gắng chăm chỉ tu hành nếu mà thực lực yếu ớt thì rất xấu hổ đó Quái điểu không lông tức giận, con bà nhà nó chứ, con chim nhỏ này dám nói vậy với mình nữa chứ, nếu không phải thân thể có vấn đề thì đã sách đầu tên đại hồng điều này lên. Đạp cho mặt mày nở đầy hoa, cho nó biết thế nào gọi là lão tổ, như thế nào gọi là tôn kính. Sao nào, nhị ngốc tử nhà ngươi vẫn không phục, đại hồng điều trừng mắt. Ta, nhịn, quái điểu không lông cố gắng nuốt trôi cục tức vào bụng, cúi đầu gặm miếng đùi dê hoàng kim, phát tiết cho đỡ tức các loại ký hiệu lấp lánh, bên trong chín ngọn núi lửa những phủ văn nhấp nhô trong dòng nham thạch trông rất hùng vĩ. Hắn thành công rồi, lại càng ngộ phủ văn nữa, hỏa Linh Nhi nói. Giảng co trong thời gian thật lâu, cuối cùng toàn thân thạch hạo phát ra những thanh âm ẩm vang, chín tòa động thiên tản ra những làn ánh sáng lành, phù văn biến thành ngân hà, bay múa vần xung quanh nó. Cảnh tượng càng thêm thần bí và kinh người hơn nữa, ở trong những miệng núi lửa xuất hiện những con khổng tước, cùng kỳ, bạch trạch, toàn nghê, xì vẫn, bệ ngạn, đại bằng. Còn có các loại chim thần và hung thú nữa, tất cả đều do phủ văn hình thành. Không biết hắn cảm ngộ thứ gì mà kinh khủng vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động, ngay cả nhị ngốc tử cũng ném miếng đùi dê sang một bên, nhìn không chớp mắt. Mạnh thật, ta khẳng định bây giờ hắn mà gặp được một tên sinh linh thuần huyết, hơn phân nửa nắm phần thắng trong tay, rồi hàng phục trở thành một sinh linh bảo vệ đầu thôn của mình, đại hồng điều nói. Phù văn gì thế không biết, trong rất cổ quái, rất nguyên thủy và mạnh mẽ, quái điểu không lông nói thầm. Thạch hạo quên đi hết thầy, trong nội tâm bây giờ chỉ còn nguyên thủy chân dài, những thứ không phải là bảo thuật kia chỉ là các ký hiệu cốt văn, thế nhưng lại diễn dịch ra sức mạnh của bổn nguyên và vô cùng thuần khiết. Nó chìm đắm trong đó, vô cùng si mê, giờ khắc này nó như hóa thân thành côn bằng, từ trên mặt biển bay vút lên trời cao, như cánh diều gặp gió biến lớn chín vạn dặm, cùng đại chiến với thần linh. Sau đó, nó như hóa thành chân hống, hoành hành cả vùng đất, được người xưng tặng thiên thần, vô địch thiên hạ, thủ hộ cổ quốc. Rất nhanh, nó phẳng phất như biến thành một con thao thiết, nuốt cả vạn vật, dũng mãnh vô địch, ngay cả thần linh cũng muốn nuốt vào trong bụng. Chủ tước, ly long, bệ ngạn, tỳ hưu, mỗi con nó đều cảm ứng, giác ngộ những phủ văn của bọn chúng, như là hóa thân thành những thần linh cổ đại vô cùng mạnh mẽ. Thạch hạo ngây dạy, quên đi hết thảy, cuối cùng trong lòng nó hiện ra một cảnh tượng bên trong chiến thần đồ lục, những loại áo nghĩa của phù văn vô cùng dường già và khó hiểu đồng loạt vọt tới. Trình độ phù văn của nó lại được tăng lên, sau khí mở được động thiên thứ 9, có rất nhiều chỗ tốt, giống như đánh vỡ được công cùng xiềng xích, nhìn thấy một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, hoàn toàn bất đồng với khi xưa. Rất lâu về sau, chính tòa động thiên được thu lại, phù văn chui nhanh vào trong cơ thể nó, thạch hạo mở to hai mắt nhịn không được thét dài một tiếng, âm thanh chấn động cả dãy núi lớn. Hóa ra ngươi ở nơi này, chạy đâu cho thoát. Xa xa, tiếng hô của chư kiền chuyển tới, mặt người thân báo, toàn thân đều là lân phiến đen xì, biến thành một vệt sáng đen vọt nhanh tới, trên đường đi cát bay đá chạy. Thạch hạo không sợ hãi, sông thẳng về phía trước, liền dùng phù văn chống lại, đưa tay ra như treo một dài ngân hà, tia điện sệt sệt, chư kiền giống to, không ngừng run rẩy, toàn thân nó cháy hết. Trong lòng nó tò mò, khi nghe được động tĩnh thì chạy nhanh tới đây, gặp đúng lúc Thạch Hạo đang đột phá, không những thân thể của thiếu niên nhân tộc này mạnh mẽ, mà ngay cả trình độ phù văn cũng đã tiến xa một đoạn. Thạch Hạo vọt tới, một trưởng đánh ra, trang bạc đầy trời, một trận mưa to chút xuống, đập cho chư tiền ngã nhào. Cứ như thế, cả hai giao chiến, tranh phong kịch liệt chiếc đuôi của chư kiên bị thân hầu chặt đứt đã gặp phải trọng thương hiện tại lại càng cố sức nên rất khó có thể chống lại được thạch hạo nó rất quyết đoán đánh không lại liền xoay người rời đi đợi cho thương thế lành hẳn rồi lại quyết chiến một trận đánh chết tên thiếu niên nhân tộc này chạy đi đâu thạch hạo đuổi theo cuối cùng nhảy thẳng lên ngồi ngay ngắn trên lưng của nó dường như muốn hàng phục chư kiên vào thét, vận dụng cổ bảo của gia tộc chấn cho thạch hạo ho ra máu vội vàng dùng kiếm gậy chống cự hai người lại sáng rực lên như hai vầng thái dương dính chặt cùng một chỗ. Mọi người hoảng sợ, tên nhóc hung tài này quả nhiên nghịch thiên, vậy mà lại muốn hàng phục dòng dõi của hung thú thái cổ. Bụp! Nó chém đứt hai miếng thịt nặng đến mấy cân, khiến cho chư kiền giận dữ, thiêu đốt cổ bảo, phù văn như biển rộng mênh mông cuồn cuộn. Cùng thời gian đó, nói xa truyền đến tiếng rồng ngâm, ly long xuất hiện, đánh giết tới nơi đây, lấy ra một tấm lưới lớn trùng về phía thạch hạo người muốn thay chư kiềm làm tọa kỵ rồi về thủ thôn cho ta sao thạch hạo giận dữ thu hai khối thịt của chư kiền vào trong túi càn khôn rồi sau đó dậm mạnh chân một phát xông thẳng về phía trước huy động kiếm gãy nghênh chiến với ly long đáng tiếc cả núi công lay động một con khỉ vàng cực lớn xuất hiện không cho bọn nó quyết đấu sinh tử chủ nhân của tịnh thổ thi triển ra pháp thiên tượng địa thân thể giống như một ngọn núi lớn chụp thẳng về phía bọn nó Lý Long, Trư Kiền đều vận dụng bảo cụ được truyền xuống từ Thái Cổ Thần Sơn, nhanh chóng trốn khỏi nơi đây, trong nháy mắt chẳng thấy tăm hơi. Thạch Hạo nghiêm nghị, mặc dù đã mạnh hơn trước rất nhiều thế nhưng cũng sẽ không đi đối chiến với tên hầu vương này bởi vì cảnh giới của lão già này cao đến dọa người, không thể nào địch lại được. Hai chân đạp mạnh xúc địa phù, nhanh chóng chạy trốn. Cuối cùng, nó trở lại chỗ tấm thảm thần, cố gắng điều tức, chính tòa động thiên nổ vang, thân thể trong nháy mắt khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Uống đã thiệt, thế giới của nhóc siêu quậy người ngoài rất khó hiểu, mười vừa rồi còn chém chém giết giết thế mà chỉ sau một khắc đã biến thành con ma men, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó ửng hồng, trông rất thích thú. Người khác chỉ cần uống mấy ly là đã sai thế nhưng nó lại bình thường, ngắm trăng uống rượu, ngất ngất ngây ngây, cảm giác này rất phấn khích một đêm này, đám người đại hồng điểu, sư tử chín đầu, tử điêu đều có những lột xác đến kinh người, hỏa linh nhi cũng thu hoạch rất lớn, giống như thoát thai hoán cốt vậy. Cả đám sinh linh gần như đều đột phá, phía trên tấm da hư không thú lưu chuyển rất nhiều màu sắc, hết sức sặc sỡ. ầm mầm, khắp tiểu thế giới rung động, vô cùng kịch liệt, phá tan màn đêm đầy yên tĩnh, mọi người đều giật mình. Hình như lối ra sắp mở, nhiều thì hai ngày, ít thì một ngày chúng ta sẽ được ra ngoài, phòng ấn giả vui mừng, phải rời đi rồi, thật sự không nỡ, Thạch Hạo lưu luyến, nó cảm thấy khu tiểu thế giới này rất có ý nghĩa. Mọi người hai mắt nhìn nhau, tên nhóc con biến thái này, người khác như chút được cánh nặng, thở phào nhẹ nhõm vậy mà nó lại biến nơi đây thành một chốn thiên đường. Hay, không vui chút nào, còn chưa bắt được một con chim thần hay là hung thú thuần huyết nào mà, Thạch Hạo thở dài tiểu thế giới sắp mở ra, càng như thế lại càng nguy hiểm, bởi vì dân bản địa sẽ điên cuồng săn giết, thu hoạch thức ăn lần cuối cùng. Nơi lối ra chắc chắn sẽ nhuốm đầy máu, nhất định sẽ có cường giả chặn đường ở đó, đại khai sát giới. Mặc dù lối ra rất lớn, khó lòng phòng thủ thế nhưng vẫn rất nguy hiểm, đám thiên tài không ai dám khinh thường cả, tất cả đang nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị trận chiến cuối cùng một đêm rất yên tĩnh trôi qua, đám người thạch hạo gần như đều đột phá, nhận được rất nhiều chỗ tốt, trên bầu trời mặt trăng dần dần chìm xuống, phía chân trời kim ô sáng rực bay lên. Thảm thần bay từ từ ra bên ngoài, tất cả mọi người đều an phận không có tự ý tìm cơ duyên gì nữa, bởi vì càng đến phút cuối càng phải cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là hình thần đều diệt. Quả nhiên, trong dãy núi, trên những bình nguyên khắp nơi đều là giết chóc, dân bản địa đồng loạt bạo động truy giết phần đông thiên tài, tạo thành một trận đại sát kiếp. Bên trong tiểu thế giới có không ít dân bản địa có hình người, cao thét giữa sông núi, phun mây nhà khói, còn hung tàn hơn cả hung thú, bọn nó cũng không phải là nhân loại, hoặc có sừng dài, hoặc mọc ra cánh. Rất nhiều thiên tài bị giết chết, do tuổi bọn hắn còn rất nhỏ, cảnh giới còn chưa đủ cao, mà dân bản địa thì ngược lại. Bọn chúng sống rất lâu, đều là những lão quái hết. Những thiên tài đã chết đi đều là tuấn kiệt của một tộc nào đó, thế nhưng đây là nơi quần hùng tụ hội, là nơi cường giả các tộc tranh bá, thế nên ánh hào quang có họ xem ra cũng chẳng còn rực rỡ là mấy. Lúc này, tỷ lệ tử vong cực cao, số người ngã xuống phải hơn 8 phần, người sống sót chưa tới 2 phần. Tiếp tục đi tới, vết máu loang lổ, bọn nó gặp phải rất nhiều trận giết chóc, khiến cho mọi người đều im lặng. Hạch Hạo có vài lần nhảy xuống ra hư không thú, lao tới cứu viện một vài tiên thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy, dù thế là như thế, nhất định phải trở thành một thế giới màu máu. Hả, người của vũ tộc. Buổi trưa, mặt trời lên cao, lúc bọn nó đi ngang qua một khu đầm lầy, đại hồng điếu mắt rất tinh, thấy được hai người, một người đàn ông trung niên và một lão già dâu tóc hoa dâm, đó chính là Vũ Côn và Vũ Văn Thành quả nhiên là bọn họ con mắt của sư tử chín đầu sáng rực nó đã đột phá đến một cấp độ mới nên không đợi thạch hạo mở miệng liền nhanh chóng lao thẳng xuống thảm thần phóng tới chỗ hai người kia trước kia khi vũ tộc đối phó với thạch hạo đã từng ra tay với nó thiếu chút nữa khiến nó tử vong vũ côn vũ văn thành trong lòng dối bời thời gian ở trong tiểu thế giới quá dài lại là phong ấn giả vốn thực lực bản thân rất mạnh mẽ bọn họ không muốn chôn xác ở nơi đây Đến hiện tại, tộc nhân của mình ngoại trừ Vũ Tử Mạch đang đi tìm Thạch Nghị ra thì tất cả hậu bồi tiến vào nơi đây nêu chết hết cả, chuyện này khiến bọn hắn lo lắng. Không biết sau khi trở về nên nói như thế nào với tộc nhân của mình. Hảo quang hoàng kim bùng phát, sư tử chín đầu phóng nhanh tới khiến cho hai người này lạc bắc kinh hãi. Chỉ trong một khoảng thời gian không thấy mà thực lực của tên di si cùng này lại tăng mạnh như thế. Ông đây cũng tới, đại hồng điều kêu gào, vỗ vỗ cánh, mang theo nồi đen sông về phía trước kịch chiến bắt đầu, hai đại cường giả của vũ tộc kinh hãi, bọn hắn không chiếm được chút ưu thế nào. Cường giả tộc ba mắt, chim loan năm màu, tử điêu, hỏa nha cũng nhanh chóng xông tới, vũ côn và vũ văn thành trong lòng bất an. Thực tế từ khi nhìn thấy Thạch Hạo đi cùng một chỗ với cô nàng Hòa Linh Nhi có mấy tên phong ấn giả bảo vệ kia thì bọn hắn triệt để cuống lên. Lắm lời mà làm gì, tiện các ngươi đi trước một đoạn, Thạch Hạo mở miệng. Các ngươi muốn chết, hai người cảm thấy áp lực, biết rõ không thể chống lại nhiều người như thế, chắc chắn khó thoát cái chết. Trong lúc nhất thời này sinh một ý nghĩ độc ác, quyết đoán mở ra phòng ấn, muốn tiến hành một cuộc đồ sát. Ở mầm. Thạch hạo ra tay, nắm chặt kiếm gãy bổ về phía trước, song kiếm nhất nhô minh mông ngăn cản ở phía trước, hai người này kêu la đầy quái dị, cơ bản không dám chống lại, bởi vì đây chính là pháp khí mà chư thành lưu lại. Bọn hắn lảo đảo té nhào, rồi nhanh chóng rút lui. Thế nhưng, mọi chuyện không thể kết thúc như vậy, một khi đã mở ra phòng ấn thì chỉ có thể tiến hành công kích được mấy lần rồi sẽ bị quy tắc của tiểu thế giới cảm ứng được. Hiện tại bọn hắn tránh lui, nếu muốn xông tiếp về phía trước thì không đủ thời gian, phí công vô lực, với lại lúc này thanh kiếm gãy phát sáng, kiếm khí như đại dương, mạnh mẽ lao tới làm cho bọn hắn chỉ có đường tránh né. Dầm Trên bầu rời hạ xuống một luồng hào quang màu máu, hai người giống to tràn ngập vẻ sợ hãi. Không đây chính là xích thần trật tự đỏ tươi như máu, rất giống tia chớp, xẹt qua bầu trời cao, cắt đứt thân thể hai người thành hai đoạn rồi nổ tung, hóa thành cho tàn. Thật đáng sợ. Mọi người biến sắc, sức mạnh quy tắc của tiểu thế giới quả nhiên mạnh mẽ, đánh nát hai người ngay cả cặn bá cũng không còn. Sắc mặt của vài tên phong ấn giả đứng bên cạnh Hòa Linh Nhi đều tái nhợt, trong nội tâm trần ngập nỗi sợ hãi, quá nguy hiểm, sức thần trật tự hiện ra ngay trước mặt bọn hắn. Rất may là bọn hắn chưa bao giờ vận dụng hết sức mạnh, không chọc tức tiểu thế giới nên mới không bị bại lộ. Hai canh giờ sau, Thạch Hạo cùng sư tử chín đầu, đại hồng điểu, tử điêu và đám di chủng thái cổ tiến hành đuổi giết những người còn sống sót của tứ đại gia tộc. Hiển nhiên bọn chúng đều là phong ấn giả. Thời thế thay đổi, không lâu trước đây bọn hắn còn muốn diệt trừ cái tên nhóc siêu quậy kia, vậy mà hiện tại, hoàn toàn đảo lộn, bọn hắn lại trở thành người bị đuổi giết sau khi ngươi rời đi tiểu thế giới này nhất định khó tránh khỏi cái chết, bọn hắn bị đuổi giết giáo giết, có người này sinh ý nghi ác độc. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội truyền tin rồi, cũng chẳng thể chờ đến ngày đó được. Kết cục của những người này đã định, có vài người bị giết chết, cũng có một vài người đã mở ra phòng ấn thế nhưng lại bị quy tắc của tiểu thế giới giết sạch, toàn bộ bỏ mình. Hay, vô địch thiên hạ, cảm giác này chẳng tốt chút nào, cô đơn lạnh lẽo như tuyết vậy, đại hồng điều lắc đầu thở dài. Hầu vương đến rồi, đà thần thạch lên tiếng. Vụt một tiếng, đại hồng điểu nhảy lên, giang cánh muốn chạy trốn thế nhưng thấy cả đám trông rất bình thản, nó liền hiểu mình đã bị lừa. Giống. Đột nhiên, tiếng giống niếc tai chuyển tới, nơi xa xa có một con sinh linh màu vàng to ngang ngửa một ngọn núi, dẫm đạp đại địa, xé rách sông núi, toàn thân sáng rực, chạy nhanh tới nơi đây. Lần này thì tới thật rồi, mọi người kinh hãi, nhanh chóng trốn kỹ vào tấm thảm thần, ẩn nấp vào trong hư không. Nó muốn làm cái gì thế? Không ổn, Thần Hầu Vương đang nổi giận, mất đi hai góc tiểu thánh dược, đang muốn ngăn chặn tàn sát người ở lối ra, nhất định sẽ là một cuộc chiến rất đáng sợ và tàn khốc. Trên người Hầu Vương có vài vết thương nhẹ, không lâu trước nó đã đánh bại cả đám cường giả nên đã bị một vài vết thương, thế nhưng hiện tại nó rất tức giận vì mất đi hai cây thánh dược và rượu thần. Đám người lão giao gia Kim Sĩ Đại Bằng có người chết, có người bị thương, những người sống sót cùng tụ tập lại một chỗ tiến hành phòng ngự để khỏi bị nó tiêu diệt. Các ngươi ai cũng đừng nghỉ trốn, Hầu Vương tức giận gào thét, chấn động cả dãy núi, làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chuyện không ổn. Lần này, chúng ta đều phải chết ở nơi đây sao? Lại thêm một tên vương già xuất hiện, như vậy thì có được mấy người sống qua, quả thật cho dù bao nhiêu người đến đi chăng nữa cũng không bao giờ thoát được vài tên sinh linh thuần huyết thì còn có hy vọng dù gì trong tay cũng nắm dự trí bảo mở một con đường máu sông ra ngoài thì chắc không vấn đề gì giật nhanh tất cả mọi người đều biết được tình huống nơi tiểu thế giới này thần hầu vương nổi giận tin tức nó muốn đại khai sát giới lan truyền ra xung quanh khiến cho lòng người bàng hoàng cái tên mất dịch này không người mạnh như thế hiện tại ta mà ra mặt nói không chừng một chiêu nuốt sống ta luôn quái điều không lông nói Sủa gì thế hả đại hồng điều hỏi các ngươi muốn rời đi, có thể hay không cứ mặc ta, để ta ở lại trong tiểu thế giới này, ta không muốn rời đi, quái điểu không lông lên tiếng. Không được, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, người chính là tiểu đệ của ta, ta nỡ lòng nào vứt bỏ ngươi cơ chứ, đại hồng điều lượng nó. Quái điểu không lông lệ rơi đầy mặt, khóc không nên lời, vậy mà dám xưng huynh gọi đệ với nó, ở đâu ra cái lý này khi thái dương nhô lên nơi phía chân trời thì cả tiểu thế giới bắt đầu lay động dữ dội như muôn nứt ra, còn có những luồng khí tức hỗn độn bùng phát. Dầm. Rốt cuộc, một cánh cửa cực lớn mở rộng thông với thế giới bên ngoài. Một luồng ánh sáng xanh vọt lên, một con bích ngọc điểu rất mạnh mẽ cố gắng xông qua cánh cửa. Thần hầu cao lớn như ngọn núi canh giữ trước cánh cửa, một ngón tay điểm nhẹ xuống, bục một tiếng, máu tươi văng tung tóe, mạnh mẽ đè chết con bích ngọc điểu kia ta đã nói rồi, không một ai có thể thoát khỏi nơi đây. Mọi người cùng nhau sống ra, cánh cửa lớn như thế chẳng lẽ nó có thể ngăn trở hết tất cả chúng ta hay sao, có người hô lớn. Không một người nào nhúc nhích, bọn họ không ai cam chịu làm kẻ tiên phong. Thế nhưng, thời gian cánh cửa mở ra cũng có thời hạn, một khi hết thời gian thì sẽ tiếp tục phong ấn, muốn rời đi thì phải chờ đến mấy trăm năm sau. Rốt cuộc, sự gấp gáp bắt đầu lan truyền, rất nhiều người không chờ đợi được nữa, thời gian từng phút từng phút trôi qua, có trời mới biết lúc nào thì cánh cửa kia đóng lại. Giết! Cùng nhau sống lên! Một nhóm sinh linh đông nghịt lớn tiếng vào thét lao nhanh tới cánh cửa, lúc gần tới nơi thì nhanh chóng tách nhau ra, mạnh ai nấy chạy cố gắng vượt qua cánh cửa. Hầu vương hừ lạnh một tiếng, mở ra cái miệng lớn dính đầy máu, cặp răng nanh trắng bóng lộ ra ngoài, giống thật to về phía nhóm người đang sống tới, lập tức vô cùng vô tận bảo quang bay múa, như lôi thần kinh thiên. Trận âm thanh này như thần cương thổi tới, có một đám người ho ra đầy máu, lại có một nhóm nhỏ trực tiếp nổ tung, hình thần đều diệt. Có rất nhiều người bị thương rất nặng, nơi lộ tai máu không ngừng chảy ra, đầu đau như muốn nổ tung, toàn thân run rẩy. Ẩm! Uhm một cẳng chân khổng lồ nện mạnh xuống. Sau khi hầu vương thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể to lớn vô cùng, bàn chân dậm mạnh xuống khiến cho cả đại địa phải sụp đổ. Phù văn đàn sen hướng thẳng tới những người sống sót, có không ít sinh linh trở thành những đống thịt vụn, không thể nào ngăn cản được hầu vương chém giết. Mọi người hít một hơi khí lạnh, chỉ trong phút chốc mà có ít nhất trăm tên thiên tài chết oan chết cuồng, thật quá đáng tiếc. Thời gian trôi qua, nơi đây trở nên yên tĩnh, hầu vương lườm lườm, nhay danh mùa vuốt, đứng vững nơi đó không một ai thoát qua được. Vù Sinh linh thuần huyết bắt đầu phát động công kích, tất phương điều khiển trí bảo tạo nên một thông đạo màu vàng, nhanh chóng hóa thành một luồng ánh sáng cực tốc bỏ chạy. Hầu vương gào thét, hào quang nơi tay loái sáng, một thành chiến mô cực lớn đâm về phía trước, tiếng ầm vang vọng làm nổ tung thông đạo, tất phương miệng phun đầy máu tươi, cuộc đào thoát đã thất bại. Nó không dám dừng lại, nhanh chóng lui lại trong tiểu thế giới. Cứ như thế, suốt hai canh giờ, phần đông sinh linh đều cố gắng xông ra ngoài thế nhưng đều gặp phải thất bại, không một tên sinh linh thuần huyết nào có thể thành công xông ra ngoài. Chuyện này khiến cho mọi người lo lắng, nếu như tiểu thế giới khép lại thì bọn họ trở thành cá trong chậu nước, mặc dù có thể sống sót thế nhưng muốn ra bên ngoài thì phải đợi mấy trăm năm sau. Nơi đây xôi trào, những người mạnh mẽ không ngừng sông tới, không ngừng thất bại rất nhanh lại nửa ngày trôi qua, tử vong hay trọng thương rất nhiều, không một sinh linh nào có thể xông ra thành công, ai nấy cũng đều nôn nóng. Ta nói rồi, không một ai có thể rời khỏi, toàn bộ đều phải chết ở nơi này, khỉ vàng gào thét, nói như một ngọn núi khổng lồ chắn ngang ở lối ra. Vậy sao, ngươi cho rằng mình có thể mệnh lệnh vùng tiểu thế giới này, muốn làm gì thì làm sao, đúng lúc này, một âm thanh chuyển tới. Người nào, thần hầu giật mình, kẻ này rất đáng sợ, lực xuyên thấu quá mạnh làm cho nó sợ hãi. Người hãy đứng sang một bên, miễn phạm sai lầm, giọng điệu uy nghiêm, hình như phát ra từ một người đàn ông trung niên. Hầu vương xoay người lại, đối mặt với cánh cửa cực lớn kia, nơi đó lượn lờ khí hỗn độn không thể nhìn xuyên ra bên ngoài, bởi vì đây chính là một thông đạo rất dài. Người ở bên ngoài có thể can thiệp vào chuyện ở trong đây, đến tột cùng là ai? Hắn là, nhân hoàng, có người kinh ngạc khô lên chính là bệ hạ phía trên thảm thần mấy tên phong ấn giả giật mình hỏa linh nhi chớp chớp mắt lộ ra vẻ mặt tươi cười nhân hoàng đích thân tới thì còn có thể xảy ra chuyện gì chứ an toàn là chuyện bình thường vốn bọn nó cũng đang dự định âm thần trốn qua cánh cửa thế nhưng giờ không cần mạo hiểm nữa rồi nhân hoàng ở bên ngoài ngươi được xưng tôn như thế nhưng khi tiến vào trong vùng tiểu thế giới thượng cổ này thì ngươi có thể làm gì được ta hầu vương quát lớn đừng dây dưa nữa, nếu không coi chừng họa từ trên trời giáng xuống, nhân hoàng bình tĩnh nói. Người, thật sự cho rằng mình có thể can thiệp vào chuyện trong tiểu thế giới này sao? Thần hầu vương cười lạnh, nó không tin đối phương có thể vượt qua giới hạn để chinh chiến cùng với nó. Thế nhưng, một tiếng ầm vang vọng, một làn sóng biển màu vàng ập tới, đánh bay nó ra xa, miệng phun đầy máu.